vận hạn tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng có sao Thái Bạch chiếu mạng và gặp phải hạn Thiên La. Sao chiếu mệnh của người sinh năm 1958 là một hung tinh chủ về sự quấy phá, khiến cho tiền bạc và cuộc sống đều không yên. Nếu không cẩn thận thì tiền bạc sẽ bị tiêu tán hết trong năm Kỷ Hợi này. Vận mệnh tuổi Mậu Tuất 2019 có hạn tuổi chủ về sức khỏe kém, đau ốm quanh năm, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của bạn. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng năm 2019 Kỷ Hợi có được vận niên hầu thực quả và ngũ hành đi vào tương trợ. Cả hai yếu tố này đều rất tốt, sức mạnh của chúng sẽ hạn chế sức mạnh của sao hạn, đồng thời mang tới sự thuận lợi trong cuộc sống cho chủ mệnh. Y tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2019 nữ mạng mạng, bình địa mộc, cây sát đất, sao, thái bạch, hao tài, đau ốm hạn, thiên la, tinh thần bất an vận ninh, hầu thực quả, khỉ an trái, tốt thiên can, mậu gặp kỷ, bình hòa, thuận thành địa chi, tốt gặp hợi, bình hòa, thuận thành xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần, màu sắc, hợp màu, đen, xanh, kỷ màu, đỏ, vàng ai ai. Tổng quát tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng một, con người, tính cách tử vi Mậu Tuất 2019 nữ mạng bản chất hiền lương, ngay thẳng nhưng tính tình nóng nảy, thiếu mềm dẻo trong giao tiếp, không thuận lợi trong lĩnh vực ngoại giao, doanh thương nhưng lại dễ thành công trong chuyên môn hay ngành nghề cố định. 2. Sự nghiệp, tiền tài tuổi Mậu Tuất sanh thuận vào đông, xuân ban ngày, cuộc đời gặp nhiều may mắn, được phú quý vinh hoa, không hợp mùa sanh thì về sau cũng hưởng đầy đủ lộc trời. Tuy phải qua nhiều gian truân vất vả, đường tình duyên khó được ấm êm, vợ chồng thường khắc khẩu và quý bạn lại có tính quyết đoán, mọi việc trong gia đình thường theo ý mình, tạo thêm bất ổn trong cuộc sống. 3. Cuộc sống, vận hạn vận mệnh tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng đã vào tuổi 60, đa phần đều có sự nghiệp ổn định, nếu biết tạo thêm phước đức. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng về mặt sao hạn một, sao chiếu mệnh tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng năm 2019 quý bạn gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, dễ sinh chuyện thị phi, tranh chấp, tiền bạc hao tốn. Sao Thái Bạch thuộc hành kim, đối với mạng kim, ít bị thiệt hại. Thái Bạch sao ấy khốn cùng làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng năm là tháng ác tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Hay hạn tuổi tử vi nữ 1958 năm 2019 với hạn gặp thiên la, tinh thần bất an, vướng bệnh, nhiều suy nghĩ lo âu nhưng khó tìm được quyết định dứt khoát, dễ phạm sai sót, công việc bất ổn làm cho cuộc sống phải thường xuyên lo lắng. 3. Tứ trụ tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nữ mạng về tứ trụ với thiên hao, địa lợi, công việc làm ăn không xuôi thuận, dễ bị hao tài, mất việc, mưu sự khó thành, thường bị chống phá, cản trở. Gia đình, tình cảm tương đối tốt, tuy nhiên sức khỏe bất an, ốm đau có thể làm hư hao, trở ngại cho công việc hay học hành. Bản thân, gia đình tình cảm có nhiều việc vui mừng. 4. Vận niên tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2019 nữ mạng vận niên hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, cứ thẳng bước tiến mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được kho bản. Tình duyên hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Khi xem tử vi Mậu Tuất 2019 nữ mạng phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý cô mạng một gặp năm một là tương trợ, sao hạn không được tốt, tuy nhiên được vận niên tốt cũng làm giảm nhiều khó khăn trong gia đạo. IV, vận hạn tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào vương địa giúp cho quý bạn cũng giảm được phần nào khó khăn. Đại hạn 10 năm, từ năm 3 đến 62 tuổi, đây là đại hạn tuy tốt có tin vui về hỷ tín hay thêm con thêm cháu trong gia đình. Tuy nhiên nhưng gia đạo bất hòa, sức khỏe quý bạn giảm dần hay. Cung tiểu hạn tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng năm 2019 cung tiểu vận có các sao thiên phúc, thiếu âm, quốc ấn, cô thần,
Bệnh phù đây là bộ sao chủ về được âm phù dương trợ, tuy nhiên về sức khỏe và gia đạo không được tốt. 3. Cung tam hợp tử vi mẫu tốt 2019 nữ mạng cung tam hợp có các sao lộc tồn, bác sĩ, long đức, thiên hỷ đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong gia đình, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tuy nhiên ngoài ra cũng có bộ sao xấu như lưu hà, tử, quả tú, tướng quân, địa võng, trực phù, dưỡng đây là bộ sao chủ về gia đạo bất hòa có bệnh và xương khớp và máu huyết, gia đạo bất hòa. 4. Cung xung chiếu tử vi nữ 1958 năm 2019 cung xung chiếu có các sao thiên vịt, thanh long, thiên trù, thiên đức, phúc đức, đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ và có tin vui về hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên ngoài ra cũng có bộ sao xấu như kiếp sát, tuyệt, triệt đây là bộ sao chủ về có tì vết về dao kéo trên người và công việc không được tốt. Tổng hợp các yếu tố trên về phương diện ngoại giao và việc làm, về công việc năm này thì tuổi Quý bạn năm nay nên nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, còn công việc nên để dành cho con cháu và người khác làm. Về phương diện tài chính, năm nay tiền bạc chỉ đủ chi tiêu chứ không được dư là bao nhiêu. Về phương diện tình cảm, năm nay tình cảm gia đình không được tốt, luôn có sự bất hòa. Về phương diện sức khỏe, năm nay Quý bạn chú ý tuyệt đối bệnh về tuổi già và đo ốm lâu. Nhìn chung, tử vi 2019 tuổi Mậu Tuất nữ mạng tuy bản mệnh Quý bạn thì vững nhưng do sao chiếu mệnh là sao xấu chủ về tiền bạc sức khỏe đều không tốt. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Mậu Tuất nữ mạng là tháng 3, tháng 8, tháng 11 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Mậu Tuất làm mọi việc vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi Mậu Tuất nữ mạng trong năm 2019 để hóa giải sát khí do sao Thái Bạch thuộc hành kim gây ra thì nên dùng hành thủy để tiết khí, như đeo trang sức đá quý màu đen, màu xanh dương. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành thủy hoặc mộc để tăng vận khí của bản thân. Vì xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng theo các mùa 1, vận mệnh tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng trong mùa xuân tháng Giêng, đầu năm vui xuân cùng gia đình và có tin vui từ con cháu đưa tới tháng 2. Tháng này quý bạn nên chú ý sức khỏe và chân tay phải chú ý. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu gặp nhiều may mắn có lộc về đường làm ăn hay. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ tháng 4, trong nhà có chuyện buồn đưa tới bản thân quý bạn chú ý. Bệnh tuổi già tháng 5, có quý nhân giúp đỡ quý bạn đau ốm thì nhanh khỏi. Bệnh tháng 6, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều hay quý bạn chú ý đường tiêu hóa ăn uống kém. 3. Xem bói tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng trong mùa thu tháng 7, trong nhà có tin vui về thêm người, tuy nhiên quý bạn chú ý bệnh về máu huyết. Tháng 8, con cháu có sự thay đổi công việc làm ăn hay chuyển tới nơi ở mới. Tháng 9, tháng này quý bạn nên chú ý bệnh về tuổi già đi lại cần chú ý. 4. Xem tuổi Mậu Tuất năm 2019 nữ mạng trong mùa đông tháng 10, công việc làm ăn của con cháu không tốt, quý bạn chú ý bệnh huyết áp. Tháng 11, việc học hành của con cháu có tin vui gia đình hạnh phúc. Tháng chạp, tháng này tiền bạc tiêu pha nhiều gia đạo bất hòa về tình cảm hay làm ăn.